Thưa quý vị, Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh, một trong năm người bắt sống tướng De Castille tại Điện Biên Phủ, đã qua đời sau cơn đột quỵ, hưởng thọ 85 tuổi. Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh, sinh năm 1935, quê gốc ở huyện Phủ Cử, Hương Yên. Ông nhập ngũ năm 17 tuổi. Giai đoạn diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tá Hoàng Đăng Vinh là một trong năm chiến sĩ đã bắt sống tướng De Castille. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Hoàng Đăng Vinh tiếp tục cùng đồng đội tham gia kháng chiến chống Mỹ, được tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Năm 2015, Đại tá Hoàng Đăng Vinh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trước đó, tối ngày 21 tháng 10, Đại tá Hoàng Đăng Vinh bị đột quỵ tại nhà riêng. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện, ông qua đời vào hồi 7 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 10. Ông được an táng tại nghĩa trang thành phố Bắc Ninh.